chín xong đó, thì mình cho, khi mình tắt bếp á, thì mình cho cái miếng dầu, một ít dầu hào vào để cho cái màu nó đẹp hơn. Mọi người lưu ý là khi cho cái dầu hào vào là khi mình đã tắt bếp nha. Nếu không, nếu mình nấu hoài á, thì cái xin lỗi mọi người, nếu mình nấu hoài thì cái nồi mà kho mình sẽ trở thành màu vàng, nó không có màu đỏ đỏ như cái đặc trưng của cái bò kho nữa. Đây, để mình ăn thử cho mọi người và để cho mọi người biết cái mùi vị của nó nha. Rất là ngon, cái thịt rất là giòn, khoai tây thì vừa chín tới, bắp thì ngọt liệm nha mọi người. Mọi người thử nấu theo cái cách của mình nha. Thì nấu bò kho có nhiều cách để nấu, thì mọi người thích cái cách nào để mình nấu cho ngon và hợp khẩu vị với gia đình của mình thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip của mình nha.